Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì rất nhiều anh em đang chạy quảng cáo, không biết nên chọn con viên như thế nào, hay là không biết nên chọn cái tài khoản Facebook, cái nick Facebook như thế nào, loại nào để chạy quảng cáo. Và anh em đặt rất nhiều câu hỏi rằng là tôi chạy hàng A, tôi chạy hàng B, ví dụ tôi chạy giày dép, tôi chạy quần áo, tôi chạy hàng vi phạm chính sách, tôi chạy hàng sinh lý, tôi chạy hàng thực phẩm chức năng, thì nên dùng con viên nào để cho nó trâu bò, để cho nó không bị chết. Thì xin trả lời luôn cho anh em rằng là không có con viên nào có thể trâu bò và không bị chết được, bởi vì Facebook nó quản lý, và anh em muốn không bị chết thì anh em hãy bỏ tiền ra mua cả Facebook, vậy là sẽ không bị chết. Thì nên dùng câu trả lời cho bạn là nên dùng loại viên nào để cho nó có thể sống được lâu nhất, thì hôm nay mình xin giải đáp cho các bạn. Trước hết, các bạn muốn sử dụng loại viên nào để có thể chạy quảng cáo lâu nhất thì các bạn cần phải biết về các loại viên. Thì trên thị trường có rất nhiều loại. Loại thứ nhất đó chính hay còn gọi là clone, loại thứ hai là viên thường, loại thứ ba viên cổ. Đấy, có ba loại này thôi. Và cái loại là các loại này nó sẽ gắn được thêm là một là xác minh danh tính, hai là 92 đó, thì nó sẽ được gắn thêm hai cái tiền tố đằng sau, ví dụ vi thường xác minh danh tính, vi thường 902, vi cổ xác minh danh tính, vi cổ 92, clone xác minh danh tính, clone 92, vân vân. Thì cái clone là như thế nào? Clone là một cái nick Facebook vừa mới lập ra và nó sao chép thông tin của một người dùng nào đó, được chưa? Còn vi thường, vi thường là vi như thế nào? Vi thường là vi được lập khoảng từ 3 tháng đến dưới 2 năm, 3 tháng dưới 2 năm đó. Còn vi cổ là loại vi được tạo trên 2 năm. Đấy, các bạn chỉ cần quan tâm như cho mình vấn đề như thế này thôi. Thì làm thế nào để chúng ta chọn được một con vi tốt, và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng một cái con vi nó lâu và nó không bị chết, thì xin thưa với anh em rằng anh em sẽ cần phải để ý rằng, thứ nhất là chọn vi, mình lời khuyên là anh em nên chọn con vi vi đã ít nhất, vì ít nhất đã xác minh danh tính. Đấy, được chưa? Vì ít nhất đã xác minh danh tính. Thứ hai là con vi có đầy đủ hoạt động từ lúc lập ra. Thứ ba là con vi phải đầy đủ thông tin cá nhân. Thì cái trường hợp thông tin cá nhân này các bạn sẽ cần phải lưu ý cho mình, giúp mình một cái điều, đó chính là email phải thêm vào con viên ít nhất một tháng đó. Cái email đang nằm trên con viên nó phải ở trong cái con viên đấy ít nhất một tháng rồi thì nó mới ok. Còn các bạn chọn viên thường cũng được, viên cổ cũng được. Lời khuyên là không nên sử dụng viên clone để chạy quảng cáo. Clone các bạn có thể sử dụng để lấy các khoản quảng cáo của nó thôi, còn các bạn không nên sử dụng nó để chạy quảng cáo. Đây là bước đầu tiên là chọn viên. Ít nhất là các bạn sẽ phải chọn cái con viên xác minh danh tính. Còn nếu như các bạn có nhiều kinh tế, các bạn có thể sử dụng đó chính là con viên 902. Con viên 902 thì con viên 902 là con viên gì? Con viên 902 là con viên đã xác minh danh tính một lần rồi, sau đó nó hạn chế quảng cáo con viên của bạn, sau đó các bạn kháng về thì nó được gọi là via 902, đúng không ạ? Via 902 đó. Thì đây là yếu tố đầu tiên, thứ nhất là cái con via, các yếu tố để chọn cái con via. Cái thứ hai là các bạn sẽ cần phải có yếu tố là sử dụng con via. Thì sử dụng con via này các bạn cần lưu ý giúp mình một điều là con via ở đây via chỉ để dùng xét quảng cáo. Đó, cái con viên các bạn mua về để chạy quảng cáo, các bạn chỉ dùng đúng một việc giúp mình thôi, đó là việc xét quảng cáo. Thì con viên xét quảng cáo này các bạn sẽ cần phải là gì? Các bạn nên, không phải các bạn cần phải, các bạn nên, thứ nhất nên dùng tài khoản quảng cáo của con viên khác hoặc tài khoản doanh nghiệp, tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp, viết thế này cho nó cụ thể và rõ ràng. Cái thứ hai là chỉ nên làm biên tập viên trên fanpage. Và cái số 3 là không nên quản trị
không nên quản trị quá nhiều page bị đa, page bị hạn chế quảng cáo. Và một điều tối kỵ là gì? Không nên đăng nhập trên nhiều thiết bị và IP khác nhau. Đó, các bạn cần lưu ý giúp mình bốn cái điều này. Thì khi các bạn thỏa mãn cả bốn điều này, thứ nhất các bạn chọn được công việc theo hướng dẫn của mình, thứ nhất công việc đầy đủ hoạt động từ lúc lập ra cho đến lúc các bạn mua về, các bạn kiểm tra nó có hoạt động thường xuyên trên Facebook là một. Cái thứ hai là cái con via đấy nó có email được thêm vào con via ít nhất một tháng để làm gì? Để tránh các hiện tượng checkpoint của con via. Và cái số 3 là cách sử dụng via, thì các bạn cần lưu ý bốn cái điều này giúp mình. Thì trên đây đó chính là cách sử dụng, cách chọn con via, cách mua con via để các bạn chạy quảng cáo được sống lâu nhất. Và các bạn cần lưu ý một điều nữa rằng là via xác minh danh tính hay via 902 thì cái thời gian đó, thì cái thời gian cái tích xác minh danh tính và Facebook nó công nhận, nó giữ cái việc xác minh danh tính đó của các bạn, đó chính là 30 ngày. Còn các bạn mua về, các bạn nên hỏi cái người bán via là cho tôi mua con via xác minh danh tính hoặc con via 902 mới về khi các bạn mua nhé. Khi mua, nên mua con via xác minh danh tính hoặc 902 mới về trong vòng 7 ngày. Tại sao lại mới về trong 7-10 ngày? Bởi vì cái thời gian này là cái thời gian hiệu lực của các bạn, hiệu lực kháng của các bạn còn tồn tại. Sau cái khoảng thời gian này các bạn mua về, các bạn nên cam thì rất dễ xảy ra hiện tượng sau 24 giờ con via lại đai, nó bắt các bạn lại kháng tiếp, và kháng ở đây thì tỷ lệ về nó là 50-50. Ok, thì trên đây đó là chia sẻ cách chọn con via làm sao để chạy quảng cáo sống lâu nhất và dài nhất, kể cả các bạn đang chạy hàng vi phạm chính sách. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.